この漢字はどうやって書きますか中華書,書の通りに書いてください。Theo この漢字はどうやって書きますか này thế nào? 先生が説明した通りに書いてください。Theo của cô この道具はどうやって使いますか dụng cụ này sử dụng thế nào? Bạn hãy dùng theo những gì đã hỏi được từ tiền bối. Dụng cụ này sử dụng thế nào? その道具は使うな. Không được sử dụng dụng cụ đó. Bạn làm thế nào để nấu được món này vậy?

sau khi về đến nhà tôi sẽ rửa tay sau khi về đến nhà bạn sẽ làm gì sau khi về đến nhà tôi sẽ cởi áo khoác sau khi chơi thể thao bạn sẽ làm gì sau khi chơi thể thao tôi sẽ uống bia スポーツのあとで何をしますか? Sau khi chơi thể thao bạn sẽ làm gì? スポーツのあとゆっくり休みます。Sau khi chơi thể thao tôi sẽ nghỉ ngơi thong thả. 試験のあとでどこに行きますか? Sau khi thi xong thì sẽ đi đâu? 飲みに行きましょう。Chúng ta cùng đi uống nào. 試験のあとでどこに行きますか? Sau khi thi xong thì sẽ đi đâu?

ở nhà thì tôi vẫn đeo kính sinh hoạt. 時計を持っていますか? Bạn có đeo đồng hồ không? A vâng, lúc nào tôi cũng đeo đồng hồ đi ra ngoài. 時計を持っていますか? Bạn có đeo đồng hồ không? Không, tôi lúc nào cũng không đeo đồng hồ mà đi ra ngoài.

Tôi đã không đi đâu cả. Tôi ở nhà. 週末は何をしましたか? Vào cuối tuần bạn đã làm gì? Tôi đã đi ăn cơm với bạn bè. 宿題しましたか? Bạn đã làm bài tập về nhà chưa? Tôi đã làm bài tập theo lời thầy giáo rằng.

ええ、電気を消さないで映画を見ます。うん。とせんフィーン、まぁ、ほんたっでや。バスを降りぬまえにわすれものに気がつきました。チュークリーソンセビッド、とえだにんざーラミンバークウェンドウ。そうですか。ばいや。バスを降りぬまえにわすれものに気がつきました。チュークリーソンセビッド、とえだにバよかったですね。